Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Long, hiện đang là thạc sĩ kỹ sư kỹ thuật điện tử và làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho ô tô. Như ở video lần trước thì chúng ta cùng nói chuyện với nhau về non-technical, về AUTOSA đúng không? Tại sao nó lại xuất hiện? Rồi thì tại sao AUTOSA lại trở thành một cái standard của ngành công nghiệp phát triển ô tô đúng không? Thì hôm nay mình muốn chia sẻ một chút về AUTOSA architecture và nó sẽ sâu hơn một xíu. Đấy, và vẫn quan điểm cũ, đây là một cái topic vẫn toàn là lý thuyết và rất là khó để các bạn có thể hình dung nếu như các bạn chưa trực tiếp làm việc. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ khai phá cái câu chuyện về AUTOSA architecture làm sao để các bạn có thể hiểu rõ nhất, và vẫn trên tinh thần các bạn hãy cứ cố gắng là xem để chúng ta biết là nó có tồn tại và cố gắng nhớ cái hướng để chúng ta làm việc. Và nếu như mà sau này các bạn có duyên làm việc với cả phát triển phần mềm cho ô tô, làm việc với AUTOSA, thì các bạn sẽ biết được cái concept, cái tư duy, cái ý tưởng của AUTOSA. Thì ở đây hôm nay mình có muốn nói chuyện với các bạn về một cái chủ đề, đấy là AUTOSA Architecture Conformance Classes. Thì Conformance Classes là nó là cái lớp, cái mức độ tuân thủ AUTOSA. Thì các bạn biết đấy, ở cái bài trước mình đã nói thì từ quá khứ đến bây giờ thì không phải là người ta lúc mới phát triển ô tô ra người ta đã có AUTOSA luôn, đúng không? Thì trước đấy người ta đã có bao nhiêu năm người ta phát triển ô tô rồi, và bao nhiêu năm người ta phát triển phần mềm cho ô tô mà không có AUTOSA rồi. AUTOSA chỉ mới được triển khai năm 2005, hình như hôm trước, cái video trước mình quên mất chưa chia sẻ với các bạn. Thì 2003 hay 2005 gì đấy. Thì rõ ràng là ô tô thì có từ trước đấy rất là lâu, vì vậy nên là chắc chắn là nó sẽ có tồn tại những cái software, những cái phần mềm mà từ trước đấy rồi và có sẵn rồi, và người ta đã mất tiền để làm ra nó, mất công sức để nghĩ ra nó, vì vậy nên là bảo người ta bỏ hết để theo AUTOSA từ đầu đến cuối thì rất là khó. Đấy lý do vì sao mà chúng ta có một cái khái niệm đây là conformance classes, tức là nó sẽ phân loại cái mức độ tuân thủ của cái software nó tuân thủ AUTOSA hay không ha. Thì ở đây đầu tiên thì chúng ta nếu như mà bạn nào chưa rõ về architecture ấy, thì có thể xem lại video trước ha. Nhưng mà đại khái architecture nó là cái blueprint, tức là các bạn xem phim hoạt hình các bạn hay thấy cứ kỹ sư thì có cái bảng vẽ mà nằm trên giấy màu xanh nước biển ấy, vẽ về kết cấu của một cái thiết bị, cái công năng các thứ ấy, thì đấy gọi là blueprint. Thì architecture ấy, AUTOSA architecture ấy, nó là cái blueprint của bất kỳ automotive ECU software nào đấy. Và ở trong đó thì nó sẽ phải làm được cái điều đấy là nó phải phân chia rõ được responsible của các cái khối ở trong cái AUTOSA cái chờ đó. Và thứ hai là nó sẽ phải clear boundary between các module, tức là nó sẽ các module nó sẽ phải có tính module hóa, tức là một module thì nó sẽ làm một vài chức năng, và nó phải module hóa, tức là nó phải kín. Đấy, tức là không nên có là hai module có chung một vài chức năng gì đấy, thì nó sẽ là không mang tính module hóa. Thì đấy, và AUTOSA thì nó sẽ có 3 conformance classes. Theo AUTOSA architecture nó sẽ chia làm 3 conformance classes. Thì các bạn sẽ có một cái khái niệm khi mà nói đến cái conformance classes của AUTOSA, đấy là implementation conformance classes. Thì tức là nó là cái level modularity của basic software, tức là cái mức độ module hóa của các cái khối ở trong basic software. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 level. ICC tức là implementation conformance classes là 3 ICC, ICC level 1, ICC level 2 và ICC level 3. Thì ICC level 1 thì tương ứng với cái compliance level, tức là cái mức độ tuân thủ theo AUTOSA là low, average và high. Thì ICC 1 là cái software mà nó ít tuân thủ theo AUTOSA architecture nhất. Và ICC 3 là cái software mà cái basic software ấy, mà nó tuân thủ theo AUTOSA architecture nhất. Đó. Đấy, thì với ICC 1 thì chúng ta thấy là ở đây nó là legacy system và nó chỉ ở cái mức basic integration thôi. Đó. Và cái module thì thường sẽ không follow hoàn toàn theo AUTOSA. Và nó sẽ có support một vài basic interface như là software component interface hay là network interface. Thì đây là cái mức độ tuân thủ thấp nhất. Thì chúng ta sẽ thấy đây là architecture nếu như mà theo ICC 1, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là nó cũng có chia ra là appealing software này, cũng có runtime environment, cũng có các cái layer của basic software ở đây. Thì mình sẽ có một cái video liên quan đến basic software riêng.
Nhưng mà các bạn thấy là nó cũng sẽ chia thành các layer: service layer, ECU abstraction layer, microcontroller abstraction layer và complex driver. Ý nghĩa của những cái layer này là gì thì chúng ta sẽ có thể có một video riêng nói chuyện sau. Nhưng mà đại khái là một cái software mà được đánh giá là ICC1 ấy, thì nó sẽ đại khái sẽ phải, khi các bạn nhìn vào software các bạn sẽ phải thấy được cái sự phân cấp cơ bản tương đối như này, nhìn thấy rõ được đâu là operating software, đâu là runtime environment, đâu là thuộc service layer, đâu là thuộc ECU abstraction layer, đâu là microcontroller abstraction layer, đâu là complex driver, đúng không? Cái ICC layer 1 ấy, thì cái main task của cái layer phía trên ấy, thì sẽ cố gắng làm cái nào abstract với cái layer ở phía dưới và cố gắng là độc lập với cái layer ở phía dưới. Đó. Ok. Thế còn ICC level 2 thì nó sẽ là compliance level là average, nó cao hơn, đúng không? Và nó đã integrated partly with AUTUSA, tức là nó sẽ có một phần là nó bắt đầu follow theo AUTUSA rồi. Và nó sẽ include các logic liên quan đến base software module. Đấy. Ví dụ như là base software module sẽ được tổ chức thành các cái group dựa theo các cái logic liên quan hoặc là dựa theo cái sử dụng, cái nhu cầu sử dụng, đúng không? Và nó đã bắt đầu support config ECU theo AUTUSA standard. Thì đây, chúng ta sẽ xem cái architecture nếu như mà theo ICC level 2 ấy, thì nó sẽ như nào. Thì các bạn thấy nhá, không giống như ở cái ICC level 1 là ở cái base software ấy, nó chúng ta sẽ ở đây như mình đã nói video trước là AUTUSA nó tập trung là standardize cái basic software. Vì vậy nên chúng ta cũng sẽ quan tâm đến cái basic software này là chính, còn operating software, runtime environment và microcontroller thì nó sẽ xem nhau, đúng không? Thì ví dụ như ở ICC level 1 thì các bạn thấy là cái service layer nó sẽ chỉ làm 4 cái layer: service layer, ECU abstraction layer, microcontroller abstraction layer và complex driver. Nhưng mà đến ICC level 2 ấy, các bạn sẽ thấy là bản thân mỗi cái layer đấy nó sẽ chia ra làm các cái module nhỏ hơn, đúng không? Thì ví dụ như là service layer thì các bạn sẽ thấy là nó chia thành là system services, memory services, communication services. Đó, tức là nó đã có tính phân hóa theo này, theo đây này, nó phân hóa theo logic hoặc là theo cái nhu cầu sử dụng. Đó. Ví dụ như là phân hóa theo nhu cầu sử dụng, đây các bạn thấy là memory service thì là nó là những cái mà service liên quan đến câu chuyện về quản lý memory, đúng không? The communication service là những cái service mà liên quan đến việc là giao tiếp. Hay là system service thì là những cái service mà liên quan đến quản lý system. Thì nó đã phân hóa theo các cái logic và các cái nhu cầu sử dụng. Hay là ví dụ như là IO ECU abstraction layer. Ví dụ như ECU abstraction layer thì chúng ta sẽ thấy là nó chia ra thành onboard device abstraction này, rồi memory hardware abstraction, communication hardware abstraction, hay là IO hardware abstraction. Tức là nó đã phân chia ra thành các cái module dựa trên các cái nhu cầu và các cái logic làm việc, đúng không? Hay là xuống sâu hơn, chúng ta có MCAN, microcontroller abstraction layer, thì chúng ta thấy là có microcontroller drivers, memory drivers, communication driver và IO drivers. Còn cái thằng complex drivers này, nó là một thằng riêng. Thì khi nào mà làm việc về giới thiệu về basic software kỹ hơn ấy, thì chúng ta sẽ thấy là thằng này nó sẽ là một thằng đặc biệt. Và khi mà nó đã phân chia ra thành các cái module này, các bạn sẽ để ý thấy một điều là cái thằng memory, memory service, memory hardware abstraction, memory drivers, nó nằm trên cùng một cái nó nằm chồng lên nhau, ngay thẳng lên nhau. Thì điều đấy thể hiện là gì? Điều đấy thể hiện rõ được là không giống như là cái ICC level 1, chúng ta chỉ thấy là ở service layer thì ở trên ECU abstraction layer, ECU abstraction layer thì sẽ ở trên microcontroller abstraction layer. Thì ở đây nó phân chia rõ hơn tính năng. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là memory service thì nó sẽ nằm ở trong cái khối memory, và dưới nó thì sẽ là memory hardware abstraction layer. Đấy, và dưới memory hardware abstraction thì nó sẽ là memory drivers. Nó sẽ vẫn là theo cái stack, theo cái domain, theo cái functionality của nó. Thì khi mà các bạn nhìn cái AUTUSA ICC2 này mà nhìn theo chiều dọc của các cái khối, của các cái module ấy, thì là các bạn đang nhìn theo cái phân chia theo domain functionality của nó. Còn nếu như mà các bạn nhìn theo chiều ngang thì nó sẽ là theo hướng là abstraction layer, abstraction of layer. Đây các bạn thấy, đúng không? Bởi vì cái này thì ở ICC1 thì đã thấy được sự abstraction layer rồi. Các cái layer nó gối lên nhau và layer trên với layer dưới nó sẽ abstraction cho nhau. Thì đó. Thì đấy là ICC level 2, đúng không? Và chúng ta thấy cũng thấy rất là rõ ràng.
và do là phân chia ra được như thế, thế nên là nó sẽ một phần ở đấy nó đã tuân thủ theo TUSA. Đấy. Còn ICC level 3 ấy, thì nó cái mức độ, cái level compliance của nó thì là 2, tức là mức độ cao nhất, và cái này nó integrated hoàn toàn AUTUSA, tức là nó tuân thủ hoàn toàn theo những gì mà AUTUSA nó define, những gì mà AUTUSA nó standardize, đúng không? Tất cả những cái module này phải strictly follow theo AUTUSA describe ở trong requirement và specification. Thì cái AUTUSA thì nó có hai cái loại document, là một là requirement. Đấy, và cái thứ hai là spec, specification. Thì requirement là nó sẽ mô tả những cái yêu cầu mà cái software đấy nó sẽ cần phải làm được, yêu cầu về mặt tính năng. Đấy, nó cần những tính năng gì. Và cái specification sẽ là cái mà vậy thì cần tính năng đấy thì làm cái nào để có thể triển khai được tính năng đấy. Triển khai tính năng đấy thông qua những API tên là gì, API đấy thì cấu trúc tên nó ra sao, cấu trúc như nào, parameter truyền vào gì, kiểu API như nào, vân vân. Thì đấy chúng ta sẽ có một cái video chúng ta overview qua về cái document của AUTUSA. Nhưng mà ở đây là tất cả ở ICC level 3 là tất cả software, basic software phải là strictly follow theo cái describe ở trong requirement và specification của AUTUSA. Tức là khi mà người ta code ra cái basic software ICC level 3 ấy, là một bên các bạn sẽ thấy là nó sẽ có standard và một bên là code, và hai thằng này phải strictly follow theo nhau. Đấy. Những cái tool mà config software AUTUSA ấy, là nó sẽ phải như thế, nó sẽ phải strictly follow theo những gì được mô tả trong AUTUSA. Thì khi đấy các bạn sẽ config ở trên cái tool đấy và nó sẽ gen ra đúng như những gì mà cái specification và requirement nó yêu cầu. Đó. Và nó sẽ đảm bảo được cái maximum compatibility và reusability, tức là khả năng tương thích và khả năng tái sử dụng, mà cái tính chất của cái AUTUSA nó, cái mục tiêu mà AUTUSA nó hướng tới mà ở trong cái bài trước chúng ta đã chia sẻ. Đó. Thì đây là cái architecture. Nếu như mà một software, một basic software mà nó strictly follow theo AUTUSA, tức là nó đạt được đến ICC level 3, thì các bạn sẽ thấy bên cạnh việc nó chia thành các cái module, thì ở bên trong module nó lại còn có các cái sub module, các cái module nhỏ hơn. Mình lấy ví dụ về communication hardware abstraction chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là nó không chỉ là communication hardware abstraction nữa, mà nó rất là rõ là nó có lean interface, CAN interface, CAN transient driver, hay là external CAN driver, hay là flex race interface, hay là đấy. Thì đấy là communication hardware abstraction, tức là các bạn thấy là nó không chỉ là chỉ nói về communication chung chung, mà nó nói rõ luôn là trong communication chúng ta có lean interface, có CAN interface, có flex ray interface. Đó. Và ngoài ra có các cái driver phụ khác. Hay là ví dụ ở dưới communication driver thì các bạn sẽ thấy nó rất là rõ là nó có gì. Đó. Nó có API handler driver, đúng không? Để giao tiếp giữa các cái ECU, các microcontroller với cả cái thằng CAN driver, thì chúng ta sẽ có giao tiếp của API chẳng hạn, hay là gì đấy. Lean communication stack này. Đấy, rồi lean driver này, CAN driver này, flex ray driver. Đó. Tức là nó phân chia cho các bạn rất là rõ, gần như là các bạn có luôn những cái function ở đây rồi. Hay là ví dụ nhìn lên trên cao một tí, chúng ta có communication service thì chúng ta sẽ có gì? AUTUSA COM, chúng ta có DCM Diagnostic COM Manager. Đấy, chúng ta có PDU Router để gửi CAN cùng các thứ, đấy, Lean TP, CAN TP, Flex Ray TP, đúng không? Chúng ta có CAN SM, Lean SM, Flex Ray SM, vân vân, CAN NM, Network Management, đó, vân vân. Hay là nhìn sang bên ví dụ như là memory thì chúng ta sẽ thấy đây có memory abstraction interface này, đấy, có EEPROM abstraction này, có flash EEPROM emulation này, đấy, có external flash driver, đấy, thì các bạn sẽ thấy nó phân chia còn rõ và còn kỹ lưỡng hơn. Và khi mà người ta làm software, khi mà config software và khi mà gen software cho cái ICC level 3 này là strictly follow theo từng khối này. Ví dụ ở đây nó mô tả có bao nhiêu khối, là trong software nó sẽ có gần đấy khối, tên nó như nào, giống hệt trong cái tài liệu nó đã mô tả. Thì đây là cái mức độ gọi là tuân thủ cao nhất của software rồi, của software theo chuẩn AUTUSA. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một chút nói luôn về cái CDD đi ha, Complex Driver, đúng không? Thì rõ ràng là cái câu chuyện chuẩn hóa này nó rất là tốt,
đúng không? Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái vấn đề là nó sẽ có những thứ mà các bạn sẽ rất là khó để xếp nó vào một cái domain nào đấy ở trong này. Sẽ có những cái tính năng, sẽ có những feature, có những cái function sẽ rất khó để xếp nó vào một cái tính năng nào đấy trong này. Hoặc là có những cái features nó yêu cầu các bạn là phải thời gian thực thi, thời gian mà thực hiện cái feature đấy nó phải là nó bị critical về mặt timing, tức là nó phải là thật là nhanh. Ví dụ như là có thể nói là tính năng túi khí trên xe chẳng hạn, mình cứ nói thế đi. Nó là một tính năng mà nó rất critical về mặt timing, tức là nó phải đòi hỏi cái yêu cầu về mặt timing rất là chặt chẽ đấy, bởi vì nó liên quan đến an toàn chẳng hạn. Thì lúc đấy thằng application layer nó sẽ không thể nào mà đợi cái comment, cái lệnh của nó đi qua một loạt những cái module, một loạt những cái layer như này để đến được microcontroller để làm việc. Thì lúc đấy nó sẽ willing, nó sẽ muốn có một cái phương pháp nào đấy mà nó trực tiếp directly communicate với cả microcontroller, thì nó sẽ thông qua cái thằng complex driver đấy. Tức là có những tính năng không sắp xếp được vào cái module nào, hay là có những tính năng mà nó yêu cầu strictly về mặt timing, thì sẽ là application layer thông qua TE sẽ tương tác thẳng trực tiếp với microcontroller để xử lý. Thì đấy là cái lý do vì sao mà thằng complex driver nó sẽ vẫn tồn tại ở đây, để nó cho những tình huống ví dụ như là này, một số những cái custom hardware interaction đúng không? Đấy. Hay là flexibility và adaptation, nó sẽ cho OEM có thể integrate customize software của nó để tăng cường cái performance, hay là customize những cái solution. Đấy. Và nó cũng là cái chỗ để chứa những cái non-standard software. Đấy. Thì cái câu chuyện mà nó migrate giữa cái software non-standard AUTUSA đến AUTUSA ấy, thì đôi khi có một vài tình huống nó sẽ phải chơi cái bài đấy, là nó sẽ đẩy software vào complex driver để nó gọi là đỡ bị non-standard. Bởi vì rõ ràng các bạn thấy nó vẫn được quy định ở trong AUTUSA, mà chẳng qua là nó chỉ là ICC 1 thôi. Vì vậy nên là khi mà nó muốn xóa bỏ cái non-AUTUSA đi ấy, mà nó chưa kịp migrate vào các cái domain ở bên trong này đấy, thì nó sẽ đẩy luôn vào complex driver. Thì đấy là nó là cái gọi là strategy, một cái strategy để migration cái software từ non-AUTUSA sang AUTUSA. Thì đại khái là đấy. Thì ở trong video này thì mình muốn chia sẻ một xíu về integration conformant classes. Thì nó là các bạn hiểu nó là cái mức độ tuân thủ, và cái level integration conformant classes nó càng cao ấy, thì mức độ tuân thủ, mức độ strictly follow theo cái description ở trong cái document của AUTUSA nó sẽ càng lớn. Thì ở đây các bạn sẽ có thể biết thêm được về là không nhất thiết là chúng ta cứ phải làm chắn chắn như trong mô tả của AUTUSA document thì chúng ta mới gọi là software nó compliance với AUTUSA architecture, mà đôi khi nó sẽ chỉ ở cái mức ICC 1 này thôi chẳng hạn, hay ví dụ ICC 2 chẳng hạn, thì nó cũng sẽ là gọi là tuân thủ theo chuẩn AUTUSA. Ok, thì video lần này kết thúc thôi ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và subscribe và nhận chuông thông báo để có những cái video mới nhất của mình lên thì các bạn sẽ là những người đầu tiên biết ha. Ok, xin chào.